Công tác phòng chống dịch COVID-19 đã chuyển sang giai đoạn mới phức tạp hơn. Quân đội cần khẩn trương triển khai các biện pháp quyết liệt, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, đồng thời phải hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đây là nhấn mạnh của Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng phòng chống dịch COVID-19 vào sáng nay tại Hà Nội. Cùng dự có Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, trong 2 tháng qua, quân đội đóng vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây cũng chính là ghi nhận của chính phủ và nhân dân dành cho tinh thần trách nhiệm và nỗ lực không biết mệt mỏi của các lực lượng quân đội đã luôn đồng hành, sát cánh với nhân dân trong mọi hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Thượng tướng Trần Đơn đặc biệt biểu dương ngành quân y đã chủ động tích cực làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng chống dịch trong toàn quân, phối hợp hiệu quả với các quân khu thực hiện công tác tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch. Đến nay, các đơn vị quân đội đã tiếp nhận cách ly hơn 16.000 công dân nước ngoài và Việt Nam trở về từ vùng dịch, đảm bảo tốt đời sống vật chất tinh thần để bà con tin tưởng ở lại nơi cách ly theo đúng quy định. Học viện Quân y đã công bố nghiên cứu thành công bộ kit phát hiện virus SARS-CoV-2, tiến tới sản xuất với số lượng lớn, phục vụ công tác phòng chống dịch. Lực lượng bộ đội biên phòng luôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới, với 535 tổ chốt chặn, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn lối mở. Mới đây, Bộ Quốc phòng đã tổ chức thành công diễn tập phòng chống COVID-19 nhằm sẵn sàng xử trí hiệu quả tình huống dịch ở cấp độ cao hơn, qua đó tạo niềm tin với Đảng, Nhà nước và nhân dân vào năng lực ứng phó với dịch bệnh của quân đội. Chúng ta thực hiện được các cái yêu cầu rất quan trọng, đó là không để lây lan rộng nè, rồi không để lây lan trong đội ngũ y tế bị của chúng ta bị lây nhiễm, phải nói như vậy, rồi không để có người chết, không để cái tâm lý xã hội hoảng loạn, và hạn chế tối đa đến ảnh hưởng tiêu cực đến cái kinh tế xã hội, hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế, vân vân. Đấy là 5 cái yêu cầu rất cao và lực lượng chúng ta có thể đáp ứng được trên mọi mặt trận. Quân đội chúng ta luôn vì nước, vì dân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhân dân. Đây là cái tấm lòng mà cao quý, tôi nghĩ là ít có quân đội nào có thể làm được điều này. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 tại nước ta đã bước sang một giai đoạn mới, phức tạp hơn, khi vừa có thêm 18 ca nhiễm mới COVID-19. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu các cơ quan đơn vị toàn quân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người không có tư tưởng chủ quan, song không hoang mang, lo lắng. Toàn quân ra soát nắm chắc số cán bộ nhân viên có gia đình, người thân ở khu vực Hà Nội, quân nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 và công tác học tập, lao động, du lịch tại nước ngoài để cách ly đúng quy định, thực hiện nghiêm quy định kiểm tra thân nhiệt và các biện pháp phòng chống dịch đối với mọi quân nhân và các đối tượng ra vào làm việc với các cơ quan đơn vị quân đội. Hạn chế tổ chức hội họp, tập trung đông người, nếu cần thiết, tăng cường họp bằng hình thức trực tuyến, dừng các chuyến công tác nước ngoài không cần thiết. Chủ động kịp thời đấu tranh với các thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên không gian mạng. Tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn lực lượng, phương tiện phòng chống dịch, huấn luyện bổ sung, sẵn sàng triển khai đáp ứng tốt tình huống dịch ở cấp độ cao hơn. Sẵn sàng các phương án mở rộng khu cách ly, không để xảy ra tình trạng quá tải và đảm bảo đời sống vật chất tinh thần tốt nhất cho nhân dân ở khu vực cách ly. Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quân đội, lo cho dân là nhiệm vụ của quân đội. Tuy nhiên, mặt trận chống dịch phải song hành với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế. Đây là lúc quân đội thể hiện sức mạnh của mình, quyết tâm thực hiện những mục tiêu kép để góp phần làm yên lòng dân, là điểm tựa vững chắc cùng nhân dân chiến thắng dịch bệnh COVID-19.